Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vâng, và hôm nay em lại đi đồ cũ, em quay cho các bác xem. Thì trước mắt các bác là một con Acufei C270. Con này có giá mua mới là hơn 100 triệu. Và bây giờ giá nó còn hiện tại khoảng ngoài 40 triệu nha các bác nhé. Con này là con dề. Mặt mũi nó thì vẫn rất là đẹp. Đẹp lắm các bạn. Đó. Xoay đằng sau cho các bác xem. Đấy, các viền gỗ này rất là đẹp này. Hai hồi rất là đẹp nhé các bác nhé. Ở đây là đằng sau của nó. Các chân ốc còn sáng xoang. Các chân kết nối này rất là sáng như các bác nhé. Đấy, input bằng ba lăng này, output cổng ba lăng và RCA, rất nhiều cổng vào. Đấy, rất là đẹp. Điện 100V 40W và rất là nhiều cổng ra điện này các bác này, các ổ cắm đấy. Đấy, một con Acufei C270 đẹp thật, con này rất là đẹp, nhìn nó rất là sang các bạn ạ. Đó. Bảo hành 3 tháng nhé các bác nhé. Em quay tổng thể cho các bác xem, nhìn nó rất là đẹp. Ở giữa thì chắc là bật đèn lên thì các chữ nó mới sáng thì nhìn nó mới đẹp. Đây mở ra được nhưng mà nó có cái nấp túi bóng này, thành ra là em không mở cho các bác xem được. Đó là một con Acufei C270. Và tiếp theo nữa là một con Nucman là 550, giá rất là đắt. Này có giá gần 30 triệu chưa tính tiền gửi về. Giá mua mới hơn 50 triệu. Khoảng 60 triệu các bác nhé, giá mua mới. 100W là 8 ohm này. Sản xuất năm 1981. Từ 81 đến giờ mà nhìn nó vẫn rất là mới. Và giá nó rất là chát nha các bác nhá. Em thấy cái này giá nó rất là chát. Đấy các bác thấy. Nhưng mà nó cũng khá là đẹp. Đấy, xung quanh thì là gỗ hết. Hai gì là hồi gỗ, trên là hồi gỗ. Đây các nút chỉnh của nó đây, vát check đây, cắt các tần số đây, từ 10 kHz này, từ 620 đến 10 kHz của check và vát là từ 55 đến 880. Đó. Rất là đẹp đấy. Đó là một con Nucman là 550, giá nó rất là đắt các bác ạ. Và tiếp theo nữa là một con Quad model 606, con này là con Omni nhé các bác nhé, con này đến từ Anh, made in England, bảo hành 3 tháng, đấy, có giá ngoài 10 triệu, nó nhẹ thôi, con này nó cũng không nặng lắm đâu. Đây. Đấy. 260W là 8 ohm nhé các bác nhé. Rất là đẹp, em thấy con này nó nhỏ gọn lắm, nó bé lắm. Con này là con đẩy công suất, con này phải cần một con dề nữa hay là con gì để vặn volume to nhỏ ấy. Chứ con này nó không có volume to nhỏ nhé các bác nhé. Đó một con Quad model 606. Và tiếp theo nữa là một con Marang MCR611. Con này bảo hành 3 tháng. Có giá hơn 7 triệu. Khoảng 7 triệu nhé các bác nhé. Sản xuất năm 2016. Đấy. CD và USB. Mặt mũi rất là sáng và bóng. Bên trên nó màu đen đẹp lắm các bác. Nó khá là nhẹ này. Đằng sau nó đây.
Con này thì made in China nhé các bác nhé. Bốn cầu loa. À, có hai cầu loa A và B, từ 4 đến 16 ôm nhé các bác nhé. Các ngõ vào wifi này, optical này, analog này, rất là nhiều cổng vào. Đấy, như các bác thấy rất là nhiều cổng vào này, rất là mới. Và nó là về mới này thì nó là made in China. Đó là một con Marang MCR611 sản xuất năm 2016. Và tiếp theo nữa là một con Marang NR1200 bảo hành 3 tháng có giá ngoài 10 triệu, sản xuất từ năm nay nhé các bác nhé. Đó. Mới tinh tinh. Đó. Sản xuất từ năm nay. Bắt được wifi và Bluetooth. Đó. Như các bác thấy này, wifi và Bluetooth này. Con này vẫn còn điều khiển này. Rất đẹp. Sản xuất thì mới này thì mới tinh rồi các bác ạ. Nhìn nó mới đấy. Nhìn nó mới tinh. Các nút đằng bên trên này. Có bát chắc ba lăng. Đó, giá ngoài 10 triệu. Một con Marang NR 1200 nhé các bác nhé. Đó, và tiếp theo nữa là một con MD Denon DMD 1800 AL. Con này giá mua mới 11 man và giá hiện tại của nó bây giờ là khoảng hơn 6 triệu. Hơn 5 triệu nhé các bác nhé. Sản xuất năm 1996. Không còn điều khiển. Mở đi, kiêm giải mã nhé các bác nhé. Rất là đẹp, con này rất là đẹp và nó cũng nặng ấy. Cái loại này là loại nó phải tầm chục cân đấy. Em thấy nó rất là nặng. 10 đến 12 cân. Một con đen lông. Đi mà đi 1800 AL. Sản xuất năm 1996 mà nó vẫn còn mới và đẹp lắm các bác ạ. Đó, là một con đầu mà đây, kiêm giải mã. Đây, nút rách này. Tiếp theo nữa là em đi ở đây thì thấy có mấy con cơ than. Cơ than dòng đời mới em thấy rất là đẹp này, của Technic ATNP5 này. Có giá ngoài 8 triệu. Sản xuất năm 2016 này. Chạy tốc độ 33-45, cắm được cả USB này. Kiểu đời mới các bạn ạ. Đó, là một con Technic Audio. Audio Technic ATNP5. Tiếp theo nữa là một con Denon DP50L. Con này có giá ngoài 4 triệu. Sản xuất năm 1978. Con này nó không có cái đầu nhé các bác nhé. Đầu nó không có này. Đấy, nó chỉ có thế này thôi. Nhìn bên trong vẫn đẹp lắm và sáng sáng bóng. Tiếp theo nữa là một con cũng đen lông DP50M. Con này cũng giá ngoài 4 triệu. Sản xuất năm 1979. Bảo hành 3 tháng. Và con này nó cũng không có đầu nhé các bác nhé. Không có đầu kim này. Đó, không có đầu kim nó mới rẻ đấy. Nó có đầu kim thì nó sẽ đắt đấy các bác ạ. Và tiếp theo đó là một con đen lông DP500M. Bảo hành 3 tháng, sản xuất năm 2015. Này mới sản xuất nha các bác nhé. Con này giá hơn 10 triệu. Đây, có cả đầu kim nữa này. Nhìn mới tinh luôn các bác ạ. Con này nó sản xuất năm 2015, nó mới lắm. Chân nó cũng chống rung này. Em nhún nhún là chân nó không rung. Chân nó thiết kế là chống rung nhé các bác nhé. Đó, để em cố xoay đằng sau cho các bác xem, nhưng mà nó bị dính cái chân lại. Như này em không xoay đằng sau được. Con này rất là đẹp. Bác nào mà mua thì em nghĩ là mua những con như này
nhìn nó rất là đẹp và sang. Sang, rất nhìn nó rất là mới, nhìn nó mới và đẹp lắm. Đó, một con đen lông TP500M. Đó, thì này em đi có mấy con như vậy các bạn. Đó, thì có mấy con thì em quay cho các bác xem. Thì các bác xem thấy hay, thấy thú vị thì các bác hãy ủng hộ em, cho em xin một like, một share và đăng ký kênh. Và em cũng xin kết thúc livestream ở đây. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ. Em xin kính chào các bác ạ.